Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Này thì bên em đang nâng cấp cho anh Tị ở Sông Công một cấu hình. Trước anh sử dụng một cấu hình Sato này các bác. Vâng, sản phẩm này anh chị đã dùng trên 10 năm. Vâng, nay anh nâng cấp một cấu hình của DB Aquatic, một chiếc vang KM315 và một chiếc đẩy KD 500 các bác nhé. Vâng, loa thì các bác sử dụng một cặp loa Huawei V12. Một chiếc đẩy KD 500 và một chiếc vang KM330 vang 315 các bác nhé.